Cô xin chào các bạn khối 2 của trường tiểu học Thần Đồng. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn môn toán. Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng ôn lại bài cũ nhé. Các bạn hãy quan sát trên màn hình. Cô có một cây táo. Trên cây táo của cô có 3 quả táo chín. Để hái được những quả táo chín này, thì các em hãy trả lời đúng các câu hỏi có trong quả táo này nhé. Bây giờ các em sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng nhau hái quả táo thứ nhất. Các em hãy cho cô biết kết quả của phép tính sau. 18 chia 2 bằng mấy? Cô chúc mừng các bạn có kết quả bằng 9. 18 chia 2 bằng 9. Các bạn hãy nhắc lại phép chia này một lần nữa. Vậy là chúng ta đã hái được quả táo đầu tiên rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục hái quả táo thứ hai. Các em hãy cho cô biết kết quả của phép chia 9 chia 3 bằng mấy? À, rất dễ dàng với các bạn đúng không nào? 9 chia 3 bằng 3. Chúng ta vừa hái được quả táo thứ hai rồi. Chúng ta chỉ còn duy nhất một quả táo nữa thôi. Các bạn hãy cố gắng lên nhé. Bây giờ chúng ta hái quả táo cuối cùng nào. Em hãy gọi tên các thành phần trong phép nhân 2 nhân 4 bằng 8. Trong phép nhân 2 nhân 4 bằng 8. 2 được gọi là gì các em? À, 2 được gọi là thừa số. Vậy 4 được gọi là gì nào? 4 cũng được gọi là thừa số. 8 là kết quả của phép nhân 2 nhân 4. Vậy 8 được gọi là gì? 8 được gọi là tích. Vậy là chúng ta đã hoàn tất xong câu hỏi ở trái táo cuối cùng. Chúng ta cũng đã hái được trái táo này rồi. Cô có lời khen và chúc mừng các bạn đã cùng cô hái được 3 quả táo. Vừa rồi, cô và các em cùng ôn lại bảng chia 2, bảng chia 3 và cách gọi tên các thành phần trong phép nhân. Bây giờ cô và các em cùng nhau bước vào bài học ngày hôm nay, tìm một thừa số của phép nhân. Em hãy quan sát trên màn hình. Cô có một cái rổ đựng được 2 viên kẹo. Hỏi ba cái rổ như thế, cô đựng được tất cả bao nhiêu viên kẹo? Các em có thể dễ dàng đếm được, ở đây ta có 6 viên kẹo. Bây giờ các em hãy viết phép nhân thích hợp. Cô có phép nhân 2 nhân 3 bằng 6. Bây giờ các em hãy gọi tên các thành phần của phép nhân này. Trong phép nhân 2 nhân 3 bằng 6, 2 được gọi là gì? 2 được gọi là thừa số. Vậy 3 được gọi là gì nào? 3 cũng được gọi là thừa số. 6 là kết quả của phép nhân 2 nhân 3. Vậy 6 được gọi là gì các em? 6 được gọi là tích. Từ phép nhân này, các em hãy viết cho cô các phép chia tương ứng vào vở nháp của mình. Từ phép nhân 2 nhân 3 bằng 6, cô viết được các phép chia sau. Phép chia thứ nhất
6 chia 2 bằng 3. Phép chia thứ hai, 6 chia 3 bằng 2. Từ một phép nhân ta viết được hai phép chia tương ứng. Ở phép chia thứ nhất, 6 chia 2 bằng 3. Ta lấy tích là 6. Chia cho thừa số thứ nhất là 2. Ta được thừa số thứ hai là 3. Ở phép chia thứ hai, 6 chia 3 bằng 2. Ta lấy tích là 6. Chia cho thừa số thứ hai là 3. Ta được thừa số thứ nhất là 2. Dựa vào hai phép chia trên đây, ta có thể thấy được rằng tích chia cho thừa số này, ta được thừa số kia. Hay thừa số này bằng tích chia cho thừa số kia. Các em hãy quan sát trên màn hình, cô có một bài tập áp dụng như sau. X nhân 2 bằng 8. Trong phép tính này, thành phần nào là chưa biết các em? À, thành phần chưa biết là X. Vậy bây giờ các em hãy gọi tên các thành phần trong phép tính nhân này. X được gọi là thừa số chưa biết. 2 được gọi là thừa số đã biết. 8 được gọi là tích. Dựa vào điều đã biết ở trên, ta có thừa số này là x bằng tích là 8 chia cho thừa số kia là 2. X bằng 8 chia 2. Vậy x bằng 4. Dựa vào bài tập trên, các em hãy cho cô biết muốn tìm một thừa số, ta làm sao? À, muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Bây giờ, các em hãy giải bài tập tiếp theo vào trong vở nháp của mình. Sau khi các em làm xong bài tập, bây giờ các em hãy cùng quan sát và so sánh kết quả của cô với các em. 3 nhân x bằng 15. X bằng 15 chia 3. X bằng 5. Các em lưu ý, khi thực hiện tìm x, các em nhớ đặt dấu bằng cho thẳng cột với nhau nhé. Qua hai bài tập này, các em nhận thấy trong phép tính nhân, số đứng ở vị trí trước hay sau dấu nhân đều là thừa số. Vậy, muốn tìm một thừa số, ta làm sao? Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Các em hãy nhắc lại ghi nhớ. Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Các
Các em cần học thuộc ghi nhớ này để vận dụng làm một số bài tập sau đây nhé. Bây giờ cô và các em cùng nhau bước vào phần luyện tập. Ở phần luyện tập này, cô có một yêu cầu dành cho các em. Sau khi đọc yêu cầu đề bài, các em hãy dừng clip lại và thực hiện các bài tập vào trong vở trắng. Sau đó nhấn tiếp tục để xem cô hướng dẫn sửa bài. Chúng ta cùng nhau bước qua bài tập 1. Bài 1 tính nhẩm. Ở bài tập này có 3 cột. Mỗi cột có 3 phép tính. Nhiệm vụ của các em là thực hiện các phép tính này. Bây giờ các em hãy thực hiện phép tính vào trong vở. Sau khi thực hiện xong, bây giờ cô và các em cùng nhau sửa bài. 2 x 4 bằng 8. 8 chia 2 bằng 4. 8 chia 4 bằng 2. 3 x 1 bằng 3. 3 chia 3 bằng 1. 3 chia 1 bằng 3. 3 x 4 bằng 12. 12 chia 3 bằng 4. 12 chia 4 bằng 3. Các em hãy sửa bài của mình. Sau khi sửa bài xong, các em hãy đọc lại các phép tính này một lần nữa. Qua bài tập số 1 này đã giúp cho các em nhận thấy được mối liên hệ giữa phép nhân và phép chia. Bây giờ, dựa vào phần hiểu biết của mình, chúng ta cùng nhau làm bài tập số 2. Bài 2 tìm x. X nhân 2 bằng 10. X nhân 3 bằng 12. 3 nhân x bằng 21. Các em hãy quan sát ở câu thứ nhất, cô sẽ hướng dẫn. X nhân 2 bằng 10. X bằng 10 chia 2, X bằng 5. Các em lưu ý, viết dấu bằng cho thẳng cột. Bây giờ các em hãy thực hiện hai câu tiếp theo vào trong vở của mình. Sau khi các em làm xong, bây giờ chúng ta cùng nhau sửa bài. X nhân 3 bằng 12. X bằng 12 chia 3. X bằng 4. 3 nhân x bằng 21. X bằng 21 chia 3. X bằng 7. Bài tập 2 đã giúp cho các em biết tìm thừa số trong phép nhân. Vậy, muốn tìm một thừa số ta làm thế nào? Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em nhớ làm các bài tập trong phiếu luyện tập sau nhé.